công ty cũng nó cũng cam. Nhớ được rồi đó. Bên kia kìa.
cũng cứ lục cục lắm. Không, mấy cái thời điểm hiểu nó phải nói dữ nha. Khách trước á hả? Không biết thì nó hỏi lại đi nè chứ. Ví dụ như họ kia họ không biết thì nó phải lên đây nó hỏi mình chứ. Điện nó không có lạnh. Còn đây thì nó đi mà bông ướt thì nó trắng tay ghê. Chắc ra khóc để đánh dấu. Đó là một món lát hay như là gì á, lãng được nó luôn. Mẹ để xíu nữa rủ hết. Tao sao đi vậy? Dương nghe chị Phương à?
Tuần sau đi nữa nha. Thứ hai tuần sau nữa mới trực lắm. Tuần cứ một sao. Tội đi. Tao đi đi hôm qua. Hôm qua đi ra đến tuần nữa. Chị hôm qua đi dắt khách mà. Bà lên giường nào đi kìa. Thôi không ngờ nó còn gì trong 18 nữa trời.